Minh được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Giáp Thìn, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh Phú Đăng Hỏa, ngày Giáp Thìn tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Phú Đăng Hỏa, kỵ tuổi Mậu Tuất, canh Tuất, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành thủy cục, xung với Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Tuất, canh Tuất, canh Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Nhâm Tuất, canh Tuất, canh Thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Mạn Đức Tinh tốt mọi việc, sao Thanh Long Hoàng đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Phủ kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ; sao Thiên Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ; sao Ngũ Quỷ kỵ về xuất hành; sao Nguyệt Hình xấu mọi việc; sao Phủ Đầu Giáp kỵ về khởi công, động thổ; sao Tam Tang kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng; sao Dương Thác kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên suôn sẻ, hanh thông hơn trước khá chi là nhiều. Với bạn tuổi Tý có thể nhân cơ hội này để tiếp đà triển khai những dự án mà mình đã ấp ủ bấy lâu. Cơ hội có được sự thành công là rất hứa hẹn cho bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, và đây như là một lời nhắc nhở cho bản mệnh cần phải cẩn trọng hơn trong các quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Với những bước đi sai lầm có thể sẽ khiến cho bạn lâm vào cảnh mất tiền mang tật lúc nào chẳng hay đó bạn tuổi Tý nhé. Chưa kể là trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay cũng không được mấy tốt đẹp, khi bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, các chuyện tình cảm của bạn cũng gặp phải nhiều cản trở. Với bạn, khó có được sự đồng thuận từ hai bên gia đình khi kết đôi với người ấy. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim cần phải cẩn trọng trong từng quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, thời cơ để cho bạn triển khai những dự án mà mình đã ấp ủ bấy lâu. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, sức khỏe không được mấy ổn định, cần phải quan tâm nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, công việc tương đối là thuận lợi, mưu sự dễ thành. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đề phòng tiền bạc có sự thất thoát. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp
4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 51, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu Thìn tương phá. Điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay, nhất là trong chuyện tình cảm. Với bạn tuổi Sửu khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình, để rồi gây ra không ít những rắc rối, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nhé. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, ở bên bản mệnh luôn có được sự ủng hộ của chính quan soi chiếu, các thần này sẽ giúp cho mọi việc với bạn diễn ra được thuận lợi, hanh thông hơn. Ngoài ra, với bạn đang có được tinh thần trách nhiệm, làm việc có đầu có cuối cũng sẽ giúp cho bạn ghi được ấn tượng mạnh mẽ với cấp trên, tương lai của bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này làm cho bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tới vấn đề về sức khỏe của bản thân mình. Và nếu như bạn cảm thấy thể trạng uể oải, tinh thần mệt mỏi thì rất có thể bạn đang mắc các bệnh liên quan tới tim mạch hoặc là máu huyết, bạn cần phải sớm tìm ra phương pháp điều trị sao cho phù hợp nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, dễ nổi nóng, mất đi sự kiểm soát. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, ghi được ấn tượng mạnh mẽ với cấp trên, cơ hội thăng tiến ngày càng rộng mở. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, sức khỏe có chiều hướng giảm sút, cần phải đề phòng các bệnh liên quan tới tim mạch, máu huyết. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tình cảm gia đình tương đối là hài hòa, yên ấm. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tình cảm có nhiều khúc mắc, mâu thuẫn triền miên. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 58, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Dần Thìn tương hội, điều này sẽ mang tới nhiều tin cát lành đến cho bạn trong ngày hôm nay. Với những mối hợp tác làm ăn đầu tư sẽ nhanh chóng giúp cho bạn có được những bước chuyển mình mạnh mẽ trong khoảng thời gian này. Ngày này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm, cái điều này sẽ giúp cho bạn có thể thoải mái trong việc chi tiêu với số tiền mà mình có được trong tay mà không cần phải đắn đo tính toán quá nhiều. Sự linh hoạt và quyết đoán sẽ giúp cho bạn mau chóng nắm bắt được thời cơ kiếm tiền hiếm có với mình nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có ngũ hành mộc khắc với thổ, điều này cũng cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân, vẫn chưa có những dấu hiệu khởi sắc. Với bạn tuổi Dần cần phải mở rộng lòng mình hơn, đừng có vội từ chối những lời hẹn hò, gặp gỡ, trò chuyện với những người mới nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, nắm bắt được thời cơ kiếm tiền hiếm có đến với mình. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, đối với những người độc thân vẫn chưa tìm được cơ hội để thoát ế. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, tình cảm lứa đôi có nhiều mâu thuẫn, tranh cãi liên miên. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, chớ có chủ quan lơ là về sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tiền bạc đầy tay, chẳng lo túng thiếu. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 85, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lá cây, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Mão, thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày cung ngũ hành tam hội phù trợ. Điều này sẽ giúp cho con đường công danh, sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay trở nên sáng lạn hơn bao giờ hết. Với những mối đầu tư, hợp tác tiếp tục mang lại cho bạn những khoản lợi nhuận không hề nhỏ chút nào nhé. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn cần phải hết sức cẩn trọng, chứ đừng có để cho bản thân mình rơi vào những tình huống khó cứu vãn. Với bạn tuổi Mão á, bạn sẽ phải chịu không ít tổn thất nếu như bất cẩn mắc phải sai lầm trong ngày hôm nay nhé. Ngoài ra, với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành mộc thổ xung khắc. Điều này sẽ không tốt cho mối quan hệ tình cảm của cả hai bạn chút nào. Đôi bên vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà nảy sinh sự tranh cãi, cãi vã, cố chấp, khiến cho bầu không khí ngày càng thêm căng thẳng hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, quý nhân phù trợ, con đường thăng tiến được rộng mở. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, cẩn thận với từng lời ăn tiếng nói, đừng có để cho mình mắc phải những sai lầm. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, gia đình bất hòa, khó được yên ấm. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, sức khỏe là vốn quý, chớ nên chủ quan lơ là với bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, con đường công danh sự nghiệp được thanh thang, rộng mở hơn trước. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 76, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang có điềm báo trải qua một ngày có nhiều bức bối, khó chịu, tâm trạng không được tốt cho lắm. Chính vì thế mà với bạn tuổi Thìn, người ấy chỉ cần làm sai ý của bạn, dù là chuyện rất nhỏ thôi, cũng có thể sẽ khiến cho bạn cảm thấy rất bực bội trong người nữa rồi. Và với bạn tuổi Thìn trong ngày này có thể sẽ khiến cho đối phương sợ hãi vì những cơn nóng giận bùng nổ không biết khi nào mà lần của mình. Có lẽ với bạn tuổi Thìn, bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, tìm ra cách để giải tỏa bớt sự căng thẳng trong ngày khi bạn đang gặp ngày có Thìn Thìn tự hình như ngày hôm nay nhé. Lại thêm, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, và đây như là lời cảnh báo cho bạn: họa phá tài sắp ập đến bản mệnh. Vì vậy với bạn cần phải đề cao cảnh giác mà giữ chặt túi tiền của mình trong ngày hôm nay. Bạn đừng có ngồi ở nhà rồi đặt mua những món đồ online hết thứ này đến thứ khác, với bạn sẽ sốc khi nhận được hóa đơn thanh toán với mình đó nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, hãy hiểu và thông cảm hơn cho người mình yêu thương. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tâm trạng bất an, có nhiều nỗi lo lắng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tài lộc bất ổn, có thể gặp vận xui. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, dễ mắc phải những sai lầm mà mất tiền oan. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, dễ đánh mất bản thân vì tiểu nhân quấy phá. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 40, số 82, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn nhanh chóng nhận thấy được cơ hội kiếm tiền hiếm có đến với mình. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn hãy tận dụng vận may của mình để tiền bạc đổ về đầy tay trong ngày hôm nay nhé. Chưa kể là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, các nguồn thu nhập của bạn đang có xu hướng tăng lên một cách đáng kể, nhất là đối với những ai đang làm trong các lĩnh vực như là kinh doanh, buôn bán, với bạn sẽ thu về một khoản lợi lại không hề nhỏ trong lúc này. Cơ may trúng thưởng, trúng số cũng có thể sẽ tìm đến với bạn.
Vì vậy quý bà tuổi Tỵ hãy đón lấy, đừng có bỏ lỡ, kéo lại nối tiếc về sau này. Lại thêm trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có đào hoa khởi vượng, nhân duyên của những bạn đang còn độc thân trở nên khởi sắc hơn nhiều khi bạn đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Với bà tuổi Tỵ hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh, bạn sẽ thấy mình xứng đáng có được sự quan tâm và yêu mến như thế nào với bà tuổi Tỵ nhé. Về cầu quyết cho bà tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, đừng sống khép mình mãi nữa, hãy mở lòng đón nhận tình cảm yêu thương của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, có được cơ hội kiếm tiền đến, đừng có bỏ lỡ kẻo lại hối tiếc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, nhân duyên của những người đang còn độc thân được khởi sắc mạnh mẽ. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, hãy luôn cẩn trọng trong từng quyết định và hành động của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi lành mạnh để bảo vệ cho sức khỏe của mình được tốt hơn. Và đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 76, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu các vấn đề liên quan tới tiền bạc của bạn trong ngày hôm nay đang dần được ổn định và có dấu hiệu tăng tín lên mỗi ngày. Có thể cơ hội tăng lương, nhận thưởng của bạn đang đến với bạn, với bạn nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu mà mình đề ra bạn tuổi Ngọ nhé. Ngày này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành hỏa thổ tương sinh, điều này làm cho bạn sẽ không còn quá lo lắng về sức khỏe của bản thân mình nữa. Với chế độ sinh hoạt và tập luyện thể dục thể thao đều đặn, thể trạng của bạn đang được cải thiện lên mỗi ngày và bạn hãy tiếp tục duy trì để tiếp tục đi đến mục tiêu trở nên tươi đẹp hơn, bản thân mình trở nên khỏe mạnh hơn nữa. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, mối quan hệ của bạn cũng đang trở nên hài hòa hơn, in ấm hơn so với khoảng thời gian trước đây. Đôi bên đã cùng nhau ngồi lại để cùng trò chuyện và hóa giải mọi khúc mắc. Tình cảm đôi bên nhờ thế mà được nồng nàn, ấm áp hơn trước đây nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, hãy lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu nửa kia của mình. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, sức khỏe được dồi dào, không cần phải lo ốm bệnh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, đừng có bỏ lỡ cơ hội tiền bạc đến với mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, tình cảm gia đình có được sự hài hòa, in ấn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 42, số 57, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan tương trợ, điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay sẽ có được những bước khởi sắc mới mẻ. Nhờ vào tinh thần làm việc chăm chỉ hết mình cho nên với bạn tuổi Mùi bạn nhận được không ít những lời khen ngợi của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của cấp trên nữa nhé. Và đây chính là thời điểm để cho bạn tuổi Mùi sẽ được lãnh đạo cất nhắc và trao thêm cho những trọng trách mới. Với bạn tuổi Mùi, từng bước khẳng định được vị thế của bản thân mình trong tập thể, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn rồi sẽ nhận được những thành quả xứng đáng mà thôi. Vì vậy, với bạn tuổi Mùi, hãy tiếp tục tiến bước về phía trước hơn nữa.
Cùng với đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này sẽ cảnh báo cho bạn cần phải chú ý chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Có thể với bạn tuổi Mùi sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, cần phải chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi để tình hình sức khỏe không trở nên nghiêm trọng hơn với mình nhé. Về cầu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, chớ có chủ quan lơ là dù bạn đang đứng ở vị trí nào đi chăng nữa. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, sức khỏe tương đối là ổn định, cần phải tiếp tục duy trì và cố gắng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nỗ lực không ngừng nghỉ, thành công sẽ tìm đến với bạn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, được trao thêm nhiều trọng trách mới. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, phải biết chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 76, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho con đường công danh sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay trở nên hanh thông thuận lợi hơn bao giờ hết. Với những thành quả mà bạn tuổi Thân thu được trong ngày hôm nay khiến cho ai nấy đều phải trầm trồ, ngưỡng mộ và ganh tị với bạn nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cũng sẽ giúp cho bạn từng bước khẳng định được vị thế vững chắc của mình ở nơi tập thể, đặc biệt là đối với những người làm trong các lĩnh vực như là nghệ thuật, y học, kỹ thuật, khoa học, dịch vụ. Với bạn sẽ có được cơ hội tỏa sáng rực rỡ với tài năng và phẩm chất của mình. Cái chuyện tình cảm lứa đôi của bạn tuổi Thân trong ngày hôm nay cũng có được một ngày khoe sắc khi bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Vượt qua bao nhiêu sóng gió, hai bạn đều có thể ở bên nhau và đây là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Vì vậy với bạn tuổi Thân, hãy biết trân trọng và dành yêu thương trọn vẹn đến nửa kia của mình bạn tuổi Thân nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, tình cảm gia đình được yên ấm, trên dưới thuận hòa. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, nỗ lực hết mình để khẳng định vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, hãy nắm bắt những cơ hội để cho bản thân mình được tỏa sáng hơn nữa. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, chớ có lơ là với sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, công danh thuận lợi, sự nghiệp được đà thăng tiến. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Dậu Thìn lục hợp. Điều này sẽ mang đến cho bạn tuổi Dậu có được những cơ hội mới giúp cho bạn đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Các mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa giúp cho công việc của bạn ngày càng thêm phần thuận lợi hơn. Các việc hợp tác làm ăn cũng sẽ mang về cho bạn những tin tức tốt lành. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu đang có được sự che chở của chính ấn. Cái điều này cũng sẽ giúp cho bạn có được cái nhìn sáng rõ hơn, nhận thức rõ ràng hơn về năng lực của bản thân mình. Chỉ cần bạn nỗ lực nhiều hơn nữa thì chắc hẳn thành công sẽ tìm đến với bạn sớm mà thôi. Cùng với đó, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có ngũ hành kim thổ tương sinh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu cảm thấy tinh thần của mình trở nên khỏe khoắn, vui vẻ hơn bao giờ hết. Sức khỏe của bạn đang dần được cải thiện nhờ chế độ sinh hoạt hàng ngày và điều độ lành mạnh. Bạn cần phải tiếp tục duy trì chế độ này bạn tuổi Dậu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này,
Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, sức khỏe được dồi dào, không phải lo lắng gì thêm. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, nỗ lực không ngừng nghỉ, thành công sẽ ở ngay phía trước. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, điều độ để sức khỏe được cải thiện tốt hơn mỗi ngày. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, đừng quên quan tâm tới những người bạn thân thiết nhất. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, việc hợp tác làm ăn có lợi, tin tốt lành sẽ tìm đến. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 44, số 84, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này làm cho các mối quan hệ xã giao của bạn đang phải đối diện với nhiều mâu thuẫn, đôi bên trở nên căng thẳng hơn khi không tìm ra được phương án hóa giải kịp thời. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất đó lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, điều này nhắc nhở bạn nên cẩn trọng hơn trong các chuyện liên quan tới tiền bạc. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ đưa ra những lời mồi chài ngọt ngào khiến cho bạn ngã lòng, tin tưởng mù quáng mà đầu tư tiền bạc vào nơi không đáng tin nhé. Xem tử vi cũng cho thấy ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất đó, bạn nên hiểu rằng tiền bạc không dễ dàng kiếm được. Bạn mệnh chớ nên tự tin quá vào bản thân mình mà nghĩ rằng mình có thể làm được mọi việc. Nếu như bạn không suy xét cẩn trọng thì tiền bạc sẽ biến mất một cách nhanh chóng mà thôi đó bạn tuổi Tuất nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tình cảm nhạt phai, không có được tình cảm như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, tiểu nhân quấy phá, có thể sẽ mất tiền hao của. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, đừng có tự tin quá mức mà đánh mất tiền bạc một cách vô ích. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nên hiểu được đâu là lúc nên dừng lại. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, có thể sẽ gặp phải những chuyện không được như ý muốn trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 85, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, điều này sẽ tác động mạnh mẽ lên vận trình của bạn ngày hôm nay và giúp cho bạn có được sự quyết đoán, không sợ hãi mà tiến bước, nhanh chóng nắm bắt được thời cơ để phát tài nhờ biết cách đón đầu xu hướng. Cái việc kinh doanh buôn bán với bạn diễn ra cực kỳ là thuận lợi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy khắc với thổ. Điều này cho thấy với bạn cũng đang có điềm báo sẽ có những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vợ chồng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Và có thể bạn với người ấy cần phải tĩnh tâm ngồi lại, nói chuyện với nhau. Hãy nhớ lại những lý do mình bắt đầu như thế nào và ở bên nhau như thế nào bạn tuổi Hợi nhé. Có những chuyện nếu không nói ra thì bức bối, nhưng nếu nói ra bạn lại sợ hãi bị đánh giá là nhỏ mọn. Nhưng nếu như bạn tuổi Hợi cứ thế mâu thuẫn với chính bản thân mình thì có lẽ bạn cần phải tĩnh tâm tự tìm ra cách cân bằng lại cảm xúc cho chính mình bạn tuổi Hợi nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa nên cố gắng để tâm sự, chia sẻ nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tình cảm không được như mong muốn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, sự quyết đoán sẽ mang tới thành công cho bạn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, đừng có cố chấp làm điều mình mong muốn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, có được thu nhập như mong muốn ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 76, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.
Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.